Bạn em hỏi. Mà Trinh có đi với chị Lai luôn không? À, Trinh. Trinh phải đi giải phóng cuộc đời Trinh. Lai đi giải phóng cuộc đời Lai. Hai con người khác đường. Mình thì mình thấy ngon. Chị làm hơi dài thôi. Chị hỏi Phúc đi chứ. Không hỏi Phúc. Phúc sợ Phúc. Thì vị vị sim thì hắn rứa thâu chứ, vị ta thì hắn sẽ khác. Ừ. Chắc chị lon kiểu không ghiền á.
Chủ nhật thì mình cũng có đám cưới nữa nè. Mà hôm đây thôi, gửi thôi. Gửi còn 500 rồi. Nhà hàng, mời nhà hàng. Tự nhiên mình thấy mình đi làm xong rồi bạn bè mời chẳng ai đi. Đám cưới xong rồi kìa, mình đám cưới rồi, tự nhiên chờ đám cưới tháng mình chẳng đi luôn Phúc. Cái công việc mình không nghĩ được. Trời cuối năm nào cưới nhiều con. Làm đủ tiền đi em cưới hay. Quay gỡ con 6 giờ sáng rồi chị. Sáng lấy hay là sao? Thế là có bị sân gì không? Sân bổ lại chị.